Chào mừng toàn thể quý anh chị và các bạn đã trở lại với kênh bán hàng của Family Car Hải Dương. Và hôm nay Hiền Kim xin trân trọng giới thiệu với toàn thể quý anh chị một chiếc Mazda 3 sản xuất 2016 che chạy 3 vằn 8, mang biển số 36A43659. Hiện tại xe đang được chào bán tại Family Car với giá tiền là 575 triệu. Quý anh chị xem xe thì xin vui lòng đến trực tiếp trụ sở giao dịch chính của Family Car là số nhà 100.5 đường Trường Chinh, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương. Liên lạc qua số điện thoại 0978 607 555 hoặc 0941 337 888 để được tư vấn hỗ trợ về rút hồ sơ, hỗ trợ sang tên đổi chủ, hỗ trợ vay vốn ngân hàng và thỏa thuận về giá cả. Xe cam kết cho quý anh chị là không đâm xô, không tai nạn, không ngập nước, máy nguyên zin, cột kèo keo chỉ còn zin, có cam kết bảo hành chuẩn gì giữa Family Car với người mua hàng. Máy 1.5 nhé, xe lắp ráp tại Việt Nam, số tự động. Mức tiêu hao nhiên liệu nó sẽ rơi vào tầm 6 đến 6 lít rưỡi, màu đỏ mận. Sơn thì bắn tỉa theo thời gian. Chạy 3 vặn 8, 4 lốp còn rất là đều. Đây là tổng thành bề ngoài của chiếc Mazda 3 bản sedan 2016 màu đỏ. Xe chạy 3 vặn 8 chuẩn, hai chìa khóa còn theo xe. Lót sàn 3D, trần được bọc 3D cách ngăn nhiệt. Màn hình camera lùi đầy đủ, phím tích hợp trên vô lăng, để nổ thông minh, cửa sổ trời. Xe cam kết cho quý anh chị luôn, không đâm xô, không tai nạn, không ngập nước. Xe quay máy và cạnh nhiệt ở trên cabo còn nguyên. Lốc dự phòng còn đầy đủ. Lốc dự phòng còn rất là mới ạ. Khoang chứa đồ phía sau rất là rộng. Đây là tổng thành chiếc Mazda 3 sản xuất 2016 màu đỏ mận. Giá đặt tiền đang chào bán tại Family Car là 575 triệu. Xe cam kết bảo hành quý anh chị, không đâm xô, không tai nạn, không ngập nước.
máy nguyên zin. Quý anh chị xem xe thì xin vui lòng đến trực tiếp 100.5 đường Trường Chinh, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương và liên lạc theo số hotline 0978 607 555 hoặc 0941 337 888.